chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta bạn đã để mắt đến một người nào đó và bạn không thể ngừng suy nghĩ về cách thu hút người này bây giờ bạn đang tự hỏi liệu có thể hiển thị người này trong cuộc sống của bạn hay không bạn có thể sử dụng luật hấp dẫn để thể hiện mọi khía cạnh của thực tế bao gồm cả tri kỷ người yêu cũ hoặc người yêu mới Hay bắt đầu ngay lập tức Các bước dễ dàng để thể hiện một người cụ thể trong cuộc sống của bạn Nếu bạn muốn thu hút một người đặc biệt Người yêu cũ hoặc bắt đầu một mối quan hệ mới Bạn phải chủ động thực hiện các bước để đạt được điều đó Thứ nhất, khai thác tâm trí của bạn Hầu hết tâm trí của chúng ta đều chứa đầy sự lộn xộn lãng phí thời gian và năng lượng tinh thần của chúng ta. Nó tạo ra sự phân tâm và nhầm lẫn. Sự lộn xộn này có thể xảy ra dưới dạng lo lắng về điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tập trung vào tiêu cực, giữ lấy những trải nghiệm tiêu cực, nỗi đau từ quá khứ, tổn thương và sự lộn xộn này quá sức và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tâm trí của chúng ta nó cản trở cách suy nghĩ rõ ràng và tập trung vào những gì chúng ta muốn thể hiện nó có thể cản trở tiềm thức của chúng ta thực hiện công việc của nó một cách chính xác vì vậy đừng để sự lộn xộn trong tâm trí cản trở việc thể hiện con người bạn muốn thu hút vì vậy điều quan trọng là phải dọn sạch một số khoảng trống trong đầu bạn bắt đầu làm sáng tỏ tâm trí của bạn sau đây là những cách sẽ giúp giải tỏa tâm trí của bạn. Hít thở sâu có ý thức để bình tĩnh tâm trí, nghỉ ngơi và ngủ đầy đủ để tăng cường sức khỏe tinh thần của bạn. Tìm thời gian để tập yoga hoặc thiền định, viết những suy nghĩ và cảm xúc đó, đi dạo để tiếp xúc với thiên nhiên, chia sẻ gánh nặng của bạn với người bạn tin tưởng. Thực hiện một số hình thức khai báo sẽ xóa tất cả những thứ lộn xộn, để bạn có thể suy nghĩ rõ ràng hơn và tạo ra những gì bạn muốn cho thực tế mới của mình khi tâm trí minh mẫn bạn có thể bắt đầu nói với vũ trụ chính xác những gì bạn muốn điều thứ hai hãy rõ ràng về những gì bạn muốn sự rõ ràng là rất quan trọng cho một biểu hiện thành công nếu mong muốn của bạn chỉ là thoáng qua hoặc chỉ là sự thích thú trôi qua bạn có thể thất bại trong việc thể hiện điều quan trọng là phải biết chính xác những gì bạn muốn khi bạn muốn thể hiện một người nào đó bạn có muốn người này liên lạc với bạn hay không nhắn tin cho bạn hay không nghĩ về bạn hay không bạn cần thiết lập chính xác những gì bạn muốn và thực hiện ý định của bạn càng cụ thể càng tốt bạn phải chắc chắn rằng mong muốn của bạn là có thật và mãnh liệt nó phải bắt nguồn từ niềm đam mê cháy bỏng bằng cách này bạn sẽ có thể chịu được những thử thách tạo nên một phần trong hành trình thể hiện của mình sau đây là các cách để hướng dẫn bạn hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về người cụ thể mà bạn muốn thể hiện thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về người này liệt kê những lý do tại sao bạn muốn thu hút người này xác định những đặc điểm bạn được thu hút bởi người này xem vai trò của người này đối với mục tiêu cuộc sống của bạn xác định cách bạn muốn được người này đối xử. Và nếu bạn muốn nhận tin nhắn từ người này, hãy ghi lại thông điệp mà bạn đang cố gắng thể hiện và làm cho nó càng cụ thể càng tốt. Quyết định xem bạn có muốn thể hiện người này không. Sau đó, thực sự cam kết kết nối và có một mối quan hệ. Đừng gửi những thông điệp khó hiểu ra ngoài vũ trụ. Đừng để vũ trụ phỏng đoán thay bạn khi bạn làm vậy kết quả không như bạn mong muốn vì vậy khi bạn gửi lời kêu gọi chi tiết của mình đến vũ trụ bạn có thể mong muốn một ai đó cụ thể sau đó yêu cầu vũ trụ cho những gì bạn muốn hãy nhớ rằng càng rõ ràng và ngắn gọn thì càng tốt điều thứ ba thừa nhận và giải phóng niềm tin hạn chế của bạn để thể hiện con người cụ thể bạn phải giải phóng tất cả các hình thức của niềm tin tiêu cực ngăn cản nó xóa bỏ mọi hình thức phản kháng bao gồm nghi ngờ đau đớn trì hoãn thất vọng lo lắng sợ hãi hối hận và phẫn uất những gì bạn có thể làm là thừa nhận những niềm tin hạn chế đó và loại bỏ những tiêu cực những niềm tin hạn chế này có thể ở dạng người này không thích tôi người này sẽ không xem tôi là người phù hợp tôi không đủ mong muốn tôi không thể xử lý một mối quan hệ tôi không có điểm chung nào với người này nếu đó là một niềm tin tiêu cực hãy thay đổi nó thành một điều gì đó tích cực hơn những niềm tin này chỉ tồn tại trong tâm trí bạn đó có thể là do bạn có nỗi sợ hãi và lo lắng khi bạn có những niềm tin hạn chế này bạn đang chặn sức mạnh biểu lộ của mình điều này kéo năng lượng của bạn vào trạng thái rung động thấp nhất những gì bạn có thể làm là nhìn thấy và thừa nhận rằng đây là người dành cho bạn hãy để ý tưởng này lấp đầy tâm trí bạn hãy lưu tâm đến sức mạnh của suy nghĩ của bạn vì chúng có cách ảnh hưởng đến người khác điều đó đơn giản có nghĩa là tần suất dao động của bạn phải phù hợp với người khác mà bạn đang biểu hiện điều thứ tư tin tưởng vào bản thân và hành trình thể hiện của bạn lòng tự trọng và hình ảnh bản thân thấp có liên quan trực tiếp đến thất bại. Đừng để nỗi sợ hãi và nghi ngờ phá hoại mong muốn thể hiện một con người của bạn. Bạn phải tin vào chính mình. Bạn thể hiện một con người cụ thể và thu hút tình yêu với những người phù hợp với năng lượng trung động của bạn. Khi bạn thiếu tự tin và không nhận ra giá trị của mình, điều này sẽ không thể thực hiện được. Tốt hơn hãy thay đổi suy nghĩ của bạn thành những điều sau hãy tin rằng bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mà bạn mong muốn biết rằng bạn xứng đáng nhận được sự chú ý của người này và cuộc sống trong mơ của bạn hãy tin rằng bạn xứng đáng nhận được hạnh phúc và thành công mà bạn tìm kiếm do đó bằng cách kết nối với chính mình bạn có thể trở thành người mà bạn muốn thu hút bạn không thể yêu người khác trừ khi bạn yêu chính mình vì vậy trừ khi bạn yêu chính mình bạn sẽ không thể thể hiện tình yêu thành công sau đó hãy dạy tiềm thức của bạn áp dụng hệ thống biểu hiện này sau đây là những cách đơn giản bạn có thể làm ngay bây giờ thừa nhận những gì bạn hiện đang tin tưởng nhắm mắt lại và hình dung khả năng viết ra niềm tin mới của bạn trên một tờ giấy đọc và nói to niềm tin mới của bạn ít nhất một lần mỗi ngày phát một số bản nhạc trong khi nói to lời khẳng định của bạn vì bạn có thể biểu hiện vào ngày trăng tròn bạn có thể lập trình lại tiềm thức của mình trong khi ngủ điều này là do trong khi ngủ bầu não dễ tiếp thu nhất để được lập trình lại điều thứ năm cảm nhận năng lượng bạn muốn trải nghiệm đây là chìa khóa để thể hiện thực tế của bạn theo luật hấp dẫn bạn thu hút những gì bạn đang gửi đi và bạn đang liên tục gửi rung động đến vũ trụ vì vậy để thể hiện nhiều hơn những gì bạn muốn bạn phải nâng cao sự rung động của mình giữ cho tín hiệu của bạn đồng điệu với độ rung đáng nhận được bạn có thể nhận thức được điều này hoặc không nhưng vũ trụ đang phản hồi lại năng lượng của bạn vũ trụ sẽ cung cấp những gì bạn mong muốn dựa trên những gì phù hợp với tần số dao động của bạn khi bạn gửi những rung động cao vào vũ trụ bạn sẽ thu hút được mong muốn của mình nhưng nếu độ rung của bạn thấp thì kết quả sẽ không tích cực điều quan trọng là giữ cho rung động của bạn ở mức cao bằng cách làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy thoải mái nhận thức được năng lượng mà bạn đang gửi đi tiếp thu năng lượng mà bạn muốn cảm nhận sau đó sống và tin vào điều đó cuối cùng cho phép trải nghiệm đó thành hiện thực bằng cách này bạn sẽ liên kết tốt hơn với vũ trụ Điều thứ sáu, cho vũ trụ biết bạn đã sẵn sàng. Biểu hiện là cuộc trò chuyện của bạn với vũ trụ. Hầu hết thời gian, chúng ta chỉ thích ý tưởng thể hiện một người cụ thể, nhưng không phải là thực tế. Khi điều này xảy ra, chúng ta chẳng đi đến đâu. Hỏi thôi là chưa đủ, chứng minh với vũ trụ rằng bạn đã sẵn sàng trở thành người có thể xử lý những gì bạn đang yêu cầu. Bạn phải bắt đầu cư xử như thế bạn đã thể hiện con người mà bạn vô cùng mong muốn hãy cho biết rằng bạn đã sẵn sàng khi bạn cho cả thế giới và mọi người thấy rằng bạn sẵn lòng vũ trụ sẽ tự định hướng lại để biến nó thành như vậy chỉ đơn giản là đến với sự liên kết rung động tích cực hơn sẽ giúp bạn thể hiện tri kỷ của mình và thu hút tình yêu nhanh chóng hơn khi bạn làm điều này hãy xem mọi thứ bắt đầu thay đổi nhanh như thế nào sự thật là vũ trụ biết khi nào bạn sẵn sàng vì vậy hãy nói với vũ trụ tôi đã sẵn sàng và sẵn sàng đón nhận nó điều thứ bảy tin tưởng vào vũ trụ và quá trình hãy để đức tin của bạn là động lực mạnh mẽ và là động lực hướng dẫn bạn thể hiện tri kỷ của mình để kê khai thành công bạn phải tin tưởng vào quy trình hãy tin rằng vũ trụ có sức mạnh hiển hiện với luật hấp dẫn vũ trụ đang làm việc để làm cho bạn hạnh phúc nhưng bạn phải tin tưởng và kiên nhẫn khi bạn đặt câu hỏi về biểu hiện bạn đang nói với vũ trụ rằng biểu hiện không hoạt động hãy tin tưởng rằng vũ trụ chống lưng cho bạn và sẽ hướng tới việc mang lại bất cứ điều gì trái tim bạn mong muốn khi bạn làm việc để thể hiện tri kỷ của mình hãy hiểu toàn bộ quá trình biểu hiện nó chỉ đơn giản là không xảy ra trong một sớm một chiều Điều này có nghĩa là bạn phải linh hoạt, tin tưởng vào bản thân và mong muốn của mình, thể hiện một người phụ thuộc vào khả năng tin tưởng và hiểu biết về vũ trụ của bạn. Đừng băn khoăn khi bạn sắp tìm được tri kỷ của mình. Vũ trụ biết chính xác loại người có thể biểu lộ tình yêu mà bạn xứng đáng có được. Vì vậy, khi bạn thấy mình chán nản hoặc thất vọng, hãy nói điều này với chính mình. Vũ trụ luôn hỗ trợ và dẫn dắt tôi đi đúng đường và điều đó thật tốt đẹp sau đó hãy yên tâm rằng điều này sẽ xảy ra vào thời điểm hoàn hảo bạn có thể kết nối với người ấy của bạn thông qua các công cụ sau thiền định làm điều này để luôn tích cực và bình tĩnh trong suốt hành trình biểu hiện của bạn với điều này bạn sẽ tận hưởng toàn bộ quá trình thể hiện một người thứ hai là hình dung làm điều này để nâng cao tinh thần của bạn chuyển sang hình dung khi suy nghĩ tiêu cực hoặc niềm tin hạn chế len lỏi vào. Bằng cách này, bạn có thể trở lại cảm giác rung cảm cao của mình. Hít thở sâu và hình dung con người bạn đang thể hiện. Khi bạn hình dung, xung quanh bạn sẽ tràn ngập năng lượng tích cực, khiến bạn cảm thấy lạc quan hơn bao giờ hết. Thứ ba là lời khẳng định. Làm điều này để chuyển đổi tất cả những suy nghĩ tiêu cực của bạn thành những suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ tận dụng những từ ngữ và câu nói tích cực để giữ cho bạn có cảm hứng và động lực đọc lại những lời khẳng định của bạn để phá vỡ những niềm tin hạn chế đó sẽ tốt hơn nếu bạn viết ra những lời khẳng định đó bằng cách này bạn sẽ nhớ chúng khi cần chống lại những suy nghĩ tiêu cực đó sau đây là một số khẳng định để giúp bạn thể hiện tôi yêu ủng hộ và tôi tin vào bản thân mình tôi tin tưởng vào vũ trụ và vũ trụ sẽ cho tôi những gì tôi cần vào đúng thời điểm tôi hoàn toàn và hoàn toàn yêu bản thân mình tôi xứng đáng nhận được những gì vũ trụ sẽ ban tặng tâm hồn tôi đã sẵn sàng để sống cuộc sống trong mơ của tôi vũ trụ luôn ủng hộ tôi mỗi ngày tôi đang hướng tới cuộc sống tốt đẹp nhất của mình và điều thứ tư là bạn cần thể hiện lòng biết ơn biết ơn là cảm xúc rung động cao nhất mà bạn có thể kết nối điều này dẫn đến hạnh phúc lớn hơn khi bạn đánh giá cao mọi thứ bạn đã có trong cuộc sống mong muốn của bạn sẽ nhanh chóng biểu hiện những gì bạn có thể làm là dành một vài phút mỗi ngày để viết vào nhật ký lòng biết ơn của bạn biết ơn sẽ tạo ra sự khác biệt trong hành trình thể hiện của bạn mặc dù dễ dàng và đơn giản kỹ thuật này thường bị người khác bỏ qua điều thứ tư đó chính là viết kịch bản bây giờ hãy viết kịch bản cho tầm nhìn của bạn viết kịch bản là quy luật mạnh mẽ nhất của kỹ thuật thu hút đây là nơi bạn đang dạy cho tâm trí của mình nghĩ rằng bạn đã thể hiện con người trong cuộc đời mình viết về những gì bạn đang làm và mô tả điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào hãy để trí tưởng tượng của bạn được bay bổng bạn càng thêm chi tiết thì càng tốt bạn sẽ cảm thấy tốt khi làm điều này và khi thực hiện đúng kết quả sẽ rất ấn tượng hãy biến những công cụ và kỹ thuật này trở thành một phần của nghi thức biểu hiện của bạn bạn cần làm điều này khi bạn ở tần số rung động phù hợp và bạn phải loại bỏ mọi nỗi sợ hãi sự thiếu tự tin hay sự tiêu cực mà bạn có không nên có bất cứ điều gì cản trở khả năng thể hiện người bạn muốn của bạn khi bạn đang trong hành trình biểu hiện bạn không tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy nó đang hoạt động việc làm này sẽ phản tác dụng tránh kiểm tra điện thoại email hoặc ứng dụng tin nhắn nếu người này đã gửi tin nhắn cho bạn điều này sẽ dẫn đến thất vọng và mang lại những rung cảm tiêu cực đừng bao giờ đuổi theo người đó đó là một dạng tuyệt vọng nếu bạn thấy mình đang làm mọi thứ để người này chú ý đến bạn hoặc nếu bạn tiếp tục gửi tin nhắn cho người này thì bạn đang làm sai toàn bộ có niềm tin vào sức mạnh của bạn nhưng nếu bạn cảm thấy muốn thực hiện hành động theo cảm hứng hãy làm điều đó với sự hào hứng và tự tin chỉ cần nhớ rằng vũ trụ đang làm việc có lợi cho bạn vũ trụ muốn bạn tin tưởng và tin vào quá trình bạn phải kiên nhẫn và tự tin rằng bạn sẽ có thể thể hiện con người của mình chỉ vì mất nhiều thời gian hơn bạn mong đợi điều đó không có nghĩa là điều đó sẽ không xảy ra có một thứ gọi là thời gian thần thánh có niềm tin rằng nó sẽ xảy ra vào thời điểm hoàn hảo. Trong khi chờ đợi, hãy tiếp tục thực hành các công cụ và kỹ thuật biểu hiện của bạn, tiếp tục khẳng định, hình dung, thiền định, thể hiện lòng biết ơn để tăng cường trung cảm tích cực, đắm mình trong tầm nhìn mà bạn đã tạo ra và cảm nhận tất cả những cảm xúc đi kèm với nó. Biết rằng vũ trụ đang hoạt động để hiển thị con người trong cuộc sống của bạn. Hãy nâng cao rung động của bạn Hãy nhìn lại cuộc sống của bạn ngay bây giờ. Bạn có đang ở vị trí để nuôi dưỡng mối quan hệ hay không? Bạn cần đảm bảo rằng mình đủ an toàn để chào đón người này trong cuộc sống của mình. Bạn cần phải hoàn thiện trước khi có thể thể hiện con người trong thế giới của mình. Hãy nhớ điều này, một mối quan hệ sẽ không hoàn thiện bạn. Khi bạn tự làm việc, bạn đang nâng cao độ trung và thay đổi tần số của mình. Điều này sẽ khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn đối với người mà bạn đang thể hiện nếu bạn đang bước vào một mối quan hệ mới cho dù đó là tri kỷ hay người yêu mới bạn muốn đảm bảo rằng năng lượng của bạn cũng hướng về cuộc sống của bạn cuộc sống của bạn quan trọng và nó không chỉ xoay quanh người khác bạn không cần phải đánh mất bản thân và dành toàn bộ thời gian và sự chú ý cho người khác một chìa khóa cho một mối quan hệ bền vững là đừng bao giờ tìm kiếm người kia để hoàn thiện bạn. Đó là vì việc yêu thương không kỳ vọng và nâng đỡ nhau để trở thành những gì tốt nhất có thể. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại